Thưa quý vị, vào hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 9, các nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á đã tổ chức hội nghị thường niên bằng video để thảo luận về cuộc khủng hoảng do đại dịch coronavirus gây ra và căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông khi sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Theo AP, các cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bị trì hoãn một tháng và đang được tổ chức trực tuyến do những nguy cơ về sức khỏe liên tục do COVID-19 gây ra. Các ngoại trưởng của khối 10 quốc gia đã gặp gỡ những người cùng cấp của châu Á và phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Cộng, để thảo luận vào cuối tuần và kết thúc bằng một diễn đàn an ninh hàng năm. Việt Nam, quốc gia từng chứng kiến một đợt tái bùng phát của các ca nhiễm COVID-19, đang tổ chức các cuộc đàm phán với tư cách là chủ tịch trong nhóm trong năm nay. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi sự đoàn kết trong một khu vực, một lễ khai mạc đơn giản với sự tham dự của vài chục nhà ngoại giao ở thủ đô Hà Nội. Đại dịch làm trì hoãn hoặc hủy bỏ hàng chục cuộc họp và loại bỏ các buổi lễ đầy màu sắc. Vào đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng thông báo với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục tập trung vào phản ứng của khu vực đối với các đại dịch và biện pháp giúp đỡ các quốc gia thành viên phục hồi kinh tế. Đại dịch tàn phá các ngành công nghiệp sản xuất, xuất cảng, du lịch và lữ hành của khu vực, đồng thời châm ngòi cho cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong nhiều thập niên trên khắp khu vực 650 triệu dân này.